Tiêm kích, máy bay tiếp dầu Mỹ va chạm khi bảo vệ ông Biden. Tiêm kích F-15E va chạm máy bay tiếp dầu KC-46 khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Biden ở bang California, buộc hai phi cơ hạ cánh khẩn. Vụ va chạm giữa tiêm kích đa năng F-15E và máy bay tiếp dầu KC-46 xảy ra ngoài khơi bang California hồi giữa tuần, nhưng thông tin và hình ảnh các phi cơ bị hư hại chỉ được truyền thông Mỹ công bố hôm 23 tháng 8. Ghi âm điện đàm cho thấy máy bay tiếp dầu KC-46 mang hô hiệu VWIGE-12, thuộc biên chế không đoàn tiếp dầu số 931. Phi cơ xuất phát từ căn cứ không quân Travis ở bang California, phụ trách tiếp dầu cho hai chiến đấu cơ F-15E mang hô hiệu NOBLE-41 và NOBLE-42 thuộc biên chế phi đoàn tiêm kích số 391. Biên đội F-15E có nhiệm vụ lập vùng cấm bay dọc bờ biển California, bảo đảm an toàn cho chuyến nghỉ dưỡng của Tổng thống Joe Biden tại khu vực Santa Ynez. Cả hai phi cơ đều mang tên lửa đối không tầm trung M120AMRAAM và tầm ngắn M9 Sidon, cùng cơ số đạn pháo 20mm. Chưa rõ tình huống dẫn đến cú va chạm giữa máy bay tiếp dầu KC-46 và chiến đấu cơ NOBLE-42, nhưng cả hai máy bay đều bị hư hại. Trong bản ghi âm, kiếp lái NOBLE-41 liên lạc với kiểm soát không lưu và thông báo rằng NOBLE-42 đã gặp vấn đề với hệ thống thủy lực. Tổ bay máy bay tiếp dầu cũng phát tín hiệu khẩn nguy, cho biết máy bay trục trặc hệ thống thủy lực. Một trong số các kiếp bay cũng nói rằng ống tiếp dầu ở đuôi máy bay KC-46 đã bị rơi. Máy bay KC-46 sau đó xin phép hạ cánh khẩn cấp ở căn cứ Travis, yêu cầu lực lượng mặt đất triển khai xe cứu hỏa và xe kéo. Không đoàn 931 xác nhận máy bay đã mất một phần cụm thiết bị tiếp dầu và hạ cánh khi phần ống còn lại vẫn trong trạng thái triển khai. Không có ai bị thương trong sự việc. Hình ảnh được đăng trên tài khoản Air Force AMN, No, Sơn Cô cho thấy thiệt hại của chiếc KC-46. Đuôi ống tiếp dầu đã bị cắt đứt và phần còn lại bị mài dọc đường băng, trong khi đuôi máy bay cũng có dấu hiệu va đập. Chiếc F-15E mang hô hiệu NOBLE-42 cũng hạ cánh khẩn cấp tại sân bay ở thành phố Fresno thuộc bang California, sau khi tổ lái xác nhận không cần phóng tên lửa xuống biển để bảo đảm an toàn. Theo quy trình khẩn cấp, tổ lái F-15E thả cụm móc hãm đà BAK-12 để kết hợp với hệ thống dây hãm lắp đặt tại sân bay, giúp phi cơ nhanh chóng giảm tốc trên đường băng. Tuy nhiên, hệ thống dây hãm ở cuối đường băng bị đứt khi máy bay hạ cánh, buộc tổ lái cất cánh trở lại. Trong lần hạ cánh thứ hai, móc hãm không bắt trúng dây cáp, khiến chiếc F-15E tiếp tục phải cất cánh trở lại. Cuối cùng họ phải chuyển hướng đến căn cứ không quân hải quân Lemoore gần đó và đáp xuống an toàn. Không quân Mỹ đang mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân và đánh giá toàn bộ thiệt hại sau sự cố. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.